Hello chị Hai. Hôm nay em tới đây nè. Em muốn xác nhận là có phải chị Hai là người đi gửi tiền giùm cho em hay không? Tại vì bữa đó có một người thư kiện, người ta muốn á là xin tiền em để đóng góp cho người ta đi thưa đi kiện gì đó. Em thấy tội, cho nên em muốn nhờ chị Hai đi chuyển giùm em. Vậy thì có phải chính chị Hai là người đi chuyển cho em không? Đúng, chị Hai là người đi chuyển số tiền này. Bữa đó em bị bệnh hay gì đó nên em không đi được, nên em nhờ chị đã chuyển số tiền là 10.000 qua cho ông luật sư để cho người bạn này, họ đang bị thư kiện gì đó hơi khẩn cấp nên chị đã đi gửi. Dạ, em cảm ơn chị Hai nha. Tại vì người ta nói là cái người gửi tiền này là không phải chị Hai. Chị thì thường ở ngoài thì gọi là chị Hai, nhưng mà trong giấy tờ bữa đó gửi đó, chị là Randa Trần, Dạ. tên Mỹ, họ họ Trần. Dạ. Thì nếu mà chính xác là Randa Trần, Đó. còn tên chị Hai là chị gọi ở ngoài thôi. Dạ đúng rồi. Mà em thì ở tiểu bang xa, cho nên đó em mới gọi cho chị Hai đi gửi giùm em, đúng không chị Hai? Đúng thế, bữa đó em tới nhà chị, em gọi chị rồi chị đi gửi. Dạ, đúng rồi. À, tại vì em đi chơi Ulefor đó, em bị bệnh đó. Rồi em không có đi được, mà chị Hai là người chỉ ở nhà, chị không có đi làm, chị trông cháu. Cho nên đó chỉ là người đi gửi tiền giùm cho Tố Nga. Vậy thì chị cứ xác nhận là số tiền đó chị đi gửi giùm em phải không chị Hai? Chị là người gửi từ account của chị ra. Dạ đúng rồi. Số tiền này là lấy từ account của chị ra luôn. Vậy mà người ta cứ nói là em là chị Hai là em. Đó, cho nên Không. chị xác nhận giùm em nha. Chị chính là người đi gửi. Ok chị Hai, em cảm ơn chị rất là nhiều chị Hai. Ok, I love Ok. you.